Vâng. Thấy chị có rất nhiều cái cây cúc ở đây mà nó đang lên bông. Không biết là có cái cây nào mà đã có trái chưa mà chị có thể cho khán giả thấy được chưa? Dạ, mùa này thì cúc Việt Nam mình á, cúc ở Houston mình á, mình có thể trồng được cúc Việt Nam và cúc Thái Lan. Cúc Việt Nam thì nó chậm có trái hơn là cúc của Thái Lan. Thái Lan thì nó rất là sai, dù cho là nó cây nhỏ nó vẫn có hoa và có trái như thường. Vâng, đó thì nó sai lắm. Mình có thể mình dùng cái lá cúc mình ăn salad hoặc là gỏi, hoặc là mình có thể dùng giống như là lá xoài, lá me vậy đó, mình nấu canh chua cũng được. Đây là cây lý, cây lý của Việt Nam mình cũng có thể trồng ở đây được. Cây nhưng lý mà sao nó có vẻ giống như là mận phải không ạ? Cây lý nó khác với cái mận. Vậy hả? Dạ, mận thì nó cái lý là cái trái nó tròn hơn một chút, cái mùi nó thơm mà cái hột nó lớn hơn. Vâng, nó khác với trái mận. Nhưng mà hoa nó đẹp lắm. Vâng, nó cũng dễ có hoa có trái. Dạ. Và cây này là không biết bà con ta không một có một số người bây giờ nó đang rất là thịnh hành cái cây này. Nó gọi là miracle fruit. Mình có thể mình ngậm một cái trái của nó, mình ăn bất cứ cái gì mà chua nó cũng trở thành ngọt. Ồ vậy đó. Vâng, và nhiều người chọc là uống rượu vào nó cũng không say nữa. Tại vì uống rượu nó ngọt. Vậy đó. Nó sẽ có trái vào mùa nào hay là nó hầu như nó có trái quanh năm nếu mà cây nó già. Nó đang có bông nhiều nè. Vâng. Miracle fruit. Dạ. Mà bây giờ trên ngọt internet vào thì trái chua thành ngọt. Vâng. Bất cứ cái gì mà ăn chanh nó cũng thành ngọt luôn. Vậy đó. Vâng, trong vòng một tiếng. Thế còn ở bên này thì hình như là thanh long. Vâng. Bên này tụi em cũng có bán một số thanh long, không những là thanh long Việt Nam mà thanh long của Thái Lan, của tất cả các nước khác. Thì nó có cái loại mà thường thường thanh long Việt Nam mình á là ngoài vỏ nó màu đỏ hồng hồng, nhưng mà ruột nó màu trắng. Nhưng mà có một số tụi này cũng có bán là thanh long ruột đỏ có, ruột tím có. Nó ngọt hơn một chút xíu, nhưng mà trái nó hơi bé hơn là của thanh long Việt Nam mình. Và có một loại thanh long vàng thì cái vỏ nó vàng nhưng mà ruột nó vẫn trắng. Như vậy là ba loại thanh long khác nhau. Vâng. Dạ. Yeah. Thực sự đã ổi ở đây á là ổi xá lị của Việt Nam mình chính cống. Tụi em lấy hột lấy giống bên Việt Nam qua thì có 9 tháng là có trái thôi. Có 9 tháng là có trái. Vâng. Vậy thì bây giờ là mùa hè, nếu mà mình mua bây giờ thì 9 tháng sau nó có trái hay là phải đợi một cái mùa đông hay là mùa xuân gì nó mới có trái? Không, nếu mà mình mà mua cây nhỏ đó thì phải chờ sang năm. Nhưng mà tụi em có sẵn sàng cái loại mà nó đang có bông trên cây. Thì cái size đó tụi đang on sale, em on sale rất là giá rất là đặc biệt cho đồng hương, tại vì tụi em ươm được ở đây không có chi phí nhiều. Vâng. Thì những cái cây đó thì chừng nào thì nó mới có trái? Có những cây đang có hoa đó chị. Vậy hả? Vâng, mùa này có thể tới tháng 4, tháng 5, tháng 8, tháng 9. Tháng 8, 9 là vâng. Đã thấy trái ạ? Vâng. Trên cành. Vâng. Rồi còn tụi em có những cái loại ổi đặc biệt hoặc là ổi không hột. Vâng, nó cũng đang có trái trên cây, và ổi ruột đỏ trái lớn. Có rất là nhiều. Và đây là bay leaf hoặc là cái lá mà lá thơm á. Hoặc là tụi em có cashew, tức là cái loại nó gọi là trái điều. Trái điều. Bên Việt Nam của mình. Vâng, cũng có thêm mấy cái loại liệu đấy. Nó sẽ có trái khi mình trồng ở ra ngoài vườn, bà con mà mua về trồng ngoài vườn liệu nó có trái hay không? Thực sự ra thì những cái cây mà như hột điều nè, hoặc là những cây như là măng cầu, hoặc là mấy cái cây của ở đông mình á, có một số thì nó chịu lạnh trong vòng 3 năm. Ví dụ như từ bé mình trồng lên là 3 năm thì có thể nó đứng ở ngoài trời được 3-4 năm, tại vì nó đã già dặn cây. Nhưng mà có những cái loại á, nó mình không có thể nào bỏ ra ngoài được. Mình nếu mà nhiều trồng trong chậu để họ mang vô vào mùa đông, lúc ngày nào là đông đá đó, freezing. Còn hoặc là trong greenhouse, nếu mà người nào họ rất là thích, họ có greenhouse thì họ có thể chăm sóc ở trong đó được. Vâng. Còn đây là những cây quýt. Thì người Việt mình rất là thích cái loại này. Tại vì nó dễ trồng, dù cho lạnh ở Houston thôi, với nhiệt độ của Houston thì dù lạnh nó cũng không có sao hết. Cây bé nó cũng không sao, tha hồ mình trồng ngoài trời, nóng lạnh không sao, và nó cho mình rất là nhiều trái. Vâng, thì tụi em có đủ thứ, có những cái loại vỏ dày, quýt vỏ dày, quýt vỏ mỏng, hoặc là trái nhỏ. Ai tất cả có móng tay nhọn thì phải cần quýt vỏ dày phải không? Cái này gọi là người Việt Nam mình hay gọi là cây tắc hay cây cam quất đó. Tiếng Mỹ thì gọi là cam quất, sweet cam quất. Nhưng mà cái sweet cam quất nó cũng có hai loại. Một loại nó là ngọt từ trong ra ngoài, trái rất là tròn.
Còn một loại á, nó dài dài thì nó nửa ở trong thì chua mà ngoài vỏ thì ngọt. Ok. Vâng. Bây giờ có một câu hỏi như thế này. Làm thế nào khi đi chọn cái cây cái tắc này mà biết loại nào là ngọt và loại nào là chua, chị có nửa thể... chua nửa ngọt hả? À, vâng. Một cây nào loại nào thì là luôn luôn ngọt mà loại nào thì luôn luôn chua, mình có thể nhìn bằng cái lá được không hay là nó làm sao? Nếu mà nhìn lá thì không có nhận diện nó được, nhưng mà nhìn trái có thể nhận diện nó được. Tại vì cái trái ngọt đó nó tròn hơn. Nó tròn hơn. Nhưng mà cái trái chua đó thì nó hơi dài. Bên trong ruột nó hơi chua đó thì nó hơi dài dài. Nhưng mà quý vị có thể đọc cái chữ của nó. Chẳng hạn như là cái quất ngọt đó thì nó là mewa. À, mà quất chua là negami. Nó có cái tên riêng của nó cho nên mình có thể. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái mặt trái của nó hết á. Cái gì mà nó quất chua thì nó rất là tốt. Nó xun xuê mà nó nhiều trái hơn là quất ngọt. Nó mau lớn hơn. Vâng. Người tốt khó kiếm đó. Đây là cây trứng cá của Việt Nam mình. Ở Việt Nam mà ai mà con gái rất thích cái này. Trèo lên cây trứng cá. Đúng rồi. Mùa hè này là phải cứ trèo lên cây trứng cá thôi. Vâng. Thấy hình như là tuy là nó đang nhỏ nhưng mà nó cũng đang trổ vẫn có trái. Vâng. Vâng. Cái loại này nó dễ có trái lắm. Vâng. Nhà mà nó rất là mau lớn. Nhưng mà có một cái yếu điểm của nó, cái khuyết điểm của nó là nó sợ lạnh lắm. À, nó chịu lạnh. Vâng, nó không chịu lạnh đâu. Nhưng mà người ta rất là thích, người ta vẫn mua. Vâng. Tại vì nhiều người họ rất là mê những cái gì của Á Đông mình á. Tới một lần mình chỉ có mang vào trong gara hay là đó, phải chịu khó một tí. Dạ vâng. Dạ. Vâng. Cây đu đủ hả? Đu đủ thì ở đây thì và rất là dễ dàng, rất là thông dụng cho người Á Đông mình ở vùng Houston này. Tại vì ai mà nếu mà chịu khó một chút thì mình tự ương lấy cũng được. Nhưng mà nhiều người họ muốn có liền, tốt liền để cắt ngắn cái thời gian á. Thì người ta mua cái những cây lớn họ về để mà có thể là sang năm nay có trái. Chính vì vậy cho nên đu đủ rất là rẻ phải không ạ? Quý vị thấy cái cây này nó là cái cây hoa mà nó gọi là cây queens á, tiếng Mỹ queen, nhưng mà ngày Tết á là người Việt Nam mình dùng rất là nhiều. Cây queens á nó là hoa mai Nhật. Mà sao cái trái nó giống như là trái táo? Dạ nhưng mà nó cũng có trái. Nó tới mùa này nó khi mà sau khi hoa hết rồi nó sẽ có quả. Nhưng mà mình không có ăn, nhưng mà em thấy ở chợ Fiesta nó có bán trái. Dạ. Yeah. Quý vị vừa mới tham quan một phần năm của cái vườn cây Chia Nursery. Đó là những cái loại cây mà đa số là nó là của cây gần gũi với cả đông mình. Còn trong vườn của chúng tôi có rất là nhiều loại nữa. Mà chẳng hạn như là nó rất là nhiều ở ngoài trời và tụi tôi chưa có dịp giới thiệu cùng quý vị. Và một số về cây, về rau hoặc là ớt hoặc là những cái gì để mà mình trồng trong cái vườn của mình. Và một phần ở bên kia nữa thì xin hẹn quý vị vào lần khác. Vâng, để mà có thể có dịp để mà có thể hướng dẫn thêm, nếu cho quý vị biết cách làm sao để mà trồng đúng lúc những cái cây và cho phân như thế nào và phân bò và làm sao để cái trái, để cái cây của mình nó tốt đẹp hơn, nó cho mình rất là nhiều trái cho như mình như ý muốn. Vâng. Cây thì nhiều trái mà hoa thì nở rất nhiều phải không ạ? Dạ, vâng. Vâng. Vâng, thưa quý vị, quý vị vừa theo dõi như chị Thúy nói là mới có một phần năm của vườn cây JRN của chị mà thôi. Trong chương trình Vui Thú Điền Viên kỳ tới, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những loại cây khác ngoài trời, thí dụ như cây cho bóng mát, những loại hoa và nhất là cái vườn rau thơm của Việt Nam mà chị Thúy đã bí mật cho chúng tôi nhìn thấy. Cũng như là chị sẽ hướng dẫn quý vị cách chăm bón làm sao để cho hoa có nhiều hoa và cây có nhiều trái. Thưa quý vị, Phan Dị và VAN TV xin kính chào quý vị khán thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Vui Thú Điền Viên kỳ tới.